Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương, phẩm thứ 10, phần 5. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 7 như thế nào? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh điển vi diệu Đại Niết Bàn khởi tâm suy xét rằng, pháp nào có thể làm nhân thiết thực, gần gũi, dẫn đến Đại Niết Bàn? Suy xét như vậy rồi, Bồ Tát liền nhận biết bốn pháp có thể làm nhân đến gần Đại Niết Bàn. Nếu nói rằng sinh tu tất cả khổ hạnh là nhân duyên đến gần Đại Niết Bàn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì nếu lìa khỏi bốn pháp này mà được Niết Bàn là hoàn toàn vô lý. Những gì là bốn pháp? Một là gần gũi các bậc thiện tri thức, hai là hết lòng nghe pháp, ba là chú tâm suy xét, và bốn là y theo pháp tu hành. Thiện nam tử, ví như có người thân mang nhiều bệnh, khi nóng khi lạnh, suy nhược hao tổn, khí huyết chẳng thông, nhiễm tả trúng độc, liền tìm đến thầy thuốc giỏi. Thầy thuốc tùy bệnh mà chỉ dạy cách dùng uống. Người ấy hết lòng lắng nghe và tin nhận lời chỉ dạy của thầy thuốc, theo đó hòa hợp các vị thuốc và uống thuốc đúng phương pháp. Uống thuốc rồi liền khỏi bệnh, thân được yên vui. Người có bệnh đó ví như các vị Bồ Tát, vị thầy thuốc giỏi đó ví như bậc thiện tri thức, lời chỉ dạy của thầy thuốc ví như kinh phương đẳng. Biết tin nhận lời dạy ấy cũng ví như biết suy xét nghĩa lý trong kinh phương đẳng. Tùy theo lời dạy mà hòa hợp các vị thuốc ví như tu hành theo đúng 37 pháp trợ đạo, bệnh được khỏi hẳn ví như phiền não được dứt trừ, thân được yên vui ví như người tu hành đạt đến Niết Bàn với thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, ví như một vị vua muốn tìm phương pháp cai trị và giáo hóa sao cho nhân dân được yên vui, liền hỏi các vị quan có trí tuệ về phương pháp ấy. Các quan liền đem phương pháp trị nước của các vua trước đây mà trình bày. Vị vua ấy nghe rồi liền hết lòng tin nhận và làm theo, trị nước đúng theo phương pháp ấy, không còn những sự hận oán đối nghịch, nhờ đó nhân dân được yên vui, không có hoạn nạn. Thiện nam tử, vị vua đó ví như các vị Bồ Tát, các vị quan có trí tuệ ví như những bậc thiện tri thức, phương pháp trị nước mà các quan trình bày với vua ví như 12 bộ kinh, vua nghe rồi hết lòng tin nhận và làm theo, ví như các vị Bồ Tát trú tâm suy xét ý nghĩa sâu xa kín đáo của 12 bộ kinh, theo đúng phương pháp trị nước là ví như các vị Bồ Tát y theo chánh pháp mà tu hành, chẳng hạn như tu 6 pháp ba la mật, nhờ tu tập 6 pháp ba la mật nên không còn những sự hận oán đối nghịch, ví như các vị Bồ Tát đã dứt lìa quân dòng xấu ác là những trói buộc phiền não, nhân dân được yên vui, ví như các vị Bồ Tát đạt đến Niết Bàn với thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, ví như người mắc bệnh cùi có vị thiện tri thức bảo rằng, nếu ông đến được nơi ven núi Tu Di thì có thể khỏi bệnh. Vì sao vậy? Vì ở đó có một loại thuốc hay, mùi vị như cam lộ, ai đã dùng thuốc ấy thì cho dù bệnh gì cũng được khỏi cả. Người ấy hết lòng tin tưởng việc này, liền đi đến nơi ven núi Tu Di tìm hái được và uống vị thuốc có mùi vị như cam lộ kia, uống rồi liền khỏi bệnh, thân được yên vui. Người mắc bệnh cùi ví như những kẻ phàm phu, vị thiện tri thức kia ví như các vị đại Bồ Tát, hết lòng tin nhận sự việc ví như bốn tâm vô lượng, núi Tu Di ví như tám thánh đạo, mùi vị cam lộ ví như tánh Phật. Bệnh cùi được khỏi ví như dứt lìa mọi phiền não, thân được yên vui ví như đạt đến Niết Bàn với thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, ví như có người nuôi các đệ tử đều thông minh lành lợi, người ấy ngày đêm thường dạy dỗ không mệt mỏi, các vị Bồ Tát cũng vậy, thường giáo hóa tất cả chúng sanh không hề mệt mỏi chán nản, dù cho có kẻ phát khởi lòng tin hoặc không tin. Thiện nam tử, những bậc thiện tri thức là Phật Bồ Tát, Phật Bích Chi, Thanh Văn và những người tin nhận kinh phương đẳng. Vì sao gọi đó là các bậc thiện tri thức? Thiện tri thức là bạn lành, có hiểu biết, là những người có thể dạy cho chúng sinh lìa xa 10 điều ác, tu hành 10 điều thiện. Vì thế nên gọi là thiện tri thức, nghĩa là có sự hiểu biết tốt lành. Lại nữa thiện tri thức là những người thuyết giảng đúng theo chánh pháp và thực hành theo đúng như sự thuyết giảng đó. Sao gọi là thuyết giảng đúng theo chánh pháp và thực hành theo đúng như sự thuyết giảng? Đó là tự mình không làm việc giết hại và dạy người khác đừng giết hại, cho đến tự mình thực hành chánh kiến và dạy người khác thực hành chánh kiến. Nếu có thể được như vậy mới đáng gọi là bậc thiện tri thức chân thật. Tự mình tu đạo giác ngộ và cũng dạy cho người khác tu hành giác ngộ, vì nghĩa ấy nên gọi là bậc thiện tri thức. Tự mình có thể tu hành tín giới bố thí đa văn trí tuệ, lại cũng có thể dạy người tu hành tín giới bố thí đa văn trí tuệ, vì nghĩa ấy nên gọi là bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là người có những pháp lành. Những gì là pháp lành? Đó là khi làm bất cứ việc gì đều chẳng cầu sự an vui cho riêng mình, mà luôn cầu sự an vui cho hết thảy chúng sanh.
Thấy người khác có sự lỗi lầm cũng không thường nói ra chỗ khiếm khuyết của họ để chê bai, chỉ thường nói ra toàn những việc tốt lành để khuyến khích, vì nghĩa ấy nên gọi là bậc thiện tri thức. Thiện nam tử như mặt trăng giữa không trung, từ mùng 1 cho đến rằm cứ mỗi ngày một lớn hơn. Bậc thiện tri thức cũng vậy, giúp cho những người tu học dần dần lìa xa các pháp xấu ác, tăng trưởng các pháp lành mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Thiện nam tử, người chưa từng có giới, định tuệ, giải thoát trí kiến, nếu gần gũi bậc thiện tri thức liền được có, nếu đã có nhưng chưa đầy đủ liền được tăng trưởng thêm. Vì sao vậy? Đó là nhờ gần gũi với các bậc thiện tri thức, nhờ sự gần gũi ấy lại được hiểu rõ nghĩa lý sâu xa của 12 bộ kinh. Nếu có thể nghe được nghĩa lý sâu xa của 12 bộ kinh mới gọi là nghe pháp. Nghe pháp ở đây tức là nghe những kinh điển phương đẳng đại thừa, nghe được những kinh điển phương đẳng mới thật là nghe pháp. Người thật nghe pháp là lắng nghe và thọ nhận kinh Đại Niết Bàn, từ trong kinh Đại Niết Bàn mà nghe, biết rằng có tánh Phật, rằng Như Lai rốt cùng không dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn, nghe được như vậy nên gọi là hết lòng nghe pháp. Hết lòng nghe pháp đó là nghe tám thánh đạo, vì tám thánh đạo có thể đoạn tuyệt tham dục sân khỏe ngu si, cho nên nghe tám thánh đạo gọi là nghe pháp. Nghe pháp tức là nghe về 11 pháp không, do nơi các pháp không này mà đối với tất cả các pháp đều không tạo tác dưỡng trạng hình mạng. Nghe pháp tức là từ chỗ phát tâm ban đầu rồi tu tập cho đến chỗ cứu cánh cuối cùng của tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nhân chỗ phát tâm ban đầu mà tu tập dần dần đạt đến Đại Niết Bàn, không phải chỉ nghe mà đạt đến Đại Niết Bàn, chính nhờ sự tu tập mới đạt đến Đại Niết Bàn. Thiện nam tử ví như người bệnh, tuy được nghe lời chỉ dạy của thầy thuốc và nghe tên các vị thuốc, nhưng chẳng khỏi bệnh, phải uống thuốc vào mới được khỏi bệnh. Cũng vậy, tuy có được nghe pháp 12 nhân duyên sâu xa cũng không thể dứt trừ hết thảy phiền não, cần phải chú tâm suy xét kỹ lưỡng mới có thể dứt trừ phiền não. Đó là pháp thứ 3 trong 4 pháp làm nhân duyên đạt đến Đại Niết Bàn, phải chú tâm suy xét. Chú tâm suy xét còn có ý nghĩa gì khác nữa, đó là ba pháp tam muội không, tam muội vô tác và tam muội vô tướng. Không nghĩa là đối với 25 cảnh giới hiện hữu không thấy có cảnh giới nào là có thật. Vô tác nghĩa là đối với 25 cảnh giới hiện hữu không có một sự ước nguyện mong cầu nào cả. Vô tướng nghĩa là không có 10 tướng, tướng hình sắc, tướng âm thanh, tướng mùi hương, tướng vị nếm, tướng xúc chạm, tướng sanh ra, tướng tồn tại, tướng diệt mất, tướng nam và tướng nữ. Tu tập ba pháp tam muội như trên gọi là sự chú tâm suy xét của hạng Bồ Tát. Sao gọi là y theo pháp mà tu hành? Đó là tu hành các pháp ba la mật từ bố thí cho đến bát nhã, do biết tướng chân thật của các ấm nhập giới, cũng do biết rằng các vị thanh văn chuyên giác và chư Phật đều theo cùng một đường mà nhập Niết Bàn. Pháp của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không đói khát, không khổ não, không thối chuyển, không diệt mất. Thiện nam tử hiểu được ý nghĩa rất sâu xa của Đại Niết Bàn thì biết rằng chư Phật rốt cùng không dứt bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, bậc thiện tri thức chân thật nhất là chư Bồ Tát và chư Phật Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì thường khéo dùng ba cách điều phục giáo hóa chúng sanh. Ba cách ấy là gì? Một là có khi dùng toàn những lời dịu ngọt, hai là có khi dùng toàn những lời của trách, và ba là có khi lại vừa dùng lời dịu ngọt vừa của trách. Vì nghĩa ấy nên Bồ Tát và chư Phật là những bậc thiện tri thức chân thật nhất. Lại nữa, thiện nam tử, Phật và Bồ Tát là những bậc đại lương y nên xưng là thiện tri thức. Vì sao vậy? Vì biết rõ bệnh, biết rõ thuốc, có thể tùy bệnh mà cho thuốc thích hợp. Ví như vị lương y thông thạo 8 phép trị bệnh, trước hết phải xem tướng trạng của bệnh. Có 3 tướng trạng khác nhau là phong, nhiệt và thủy. Người có bệnh phong thì cho dùng dầu váng sữa, người có bệnh nhiệt thì cho dùng đường phèn, người có bệnh thủy thì cho uống nước gừng. Vì rõ biết gốc bệnh nên cho dùng thuốc liền khỏi bệnh được tôn xưng là lương y. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, các ngài rõ biết bệnh của phàm phu có 3 loại: tham dục, sân khỏe và ngu si. Những kẻ có bệnh tham dục liền dạy họ phép quán xương trắng, những kẻ có bệnh sân khỏe liền dạy họ phép quán từ bi, những kẻ có bệnh ngu si liền dạy cho họ phép quán 12 nhân duyên. Vì nghĩa ấy nên tôn xưng chư Phật và Bồ Tát là thiện tri thức. Thiện nam tử, ví như vị đại thuyền sư có tài đưa người vượt biển nên được tôn xưng là đại thuyền sư. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, các ngài cứu độ chúng sanh vượt khỏi biển sanh tử. Vì nghĩa ấy nên được tôn xưng là thiện tri thức.